Hi, xin chào khán giả của kênh Chí Xì Tin Dừa. Hiện tại mình đang tự quay nên đây mình muốn quay hành trình đi họp lớp YouTube. Đây, một bạn đã tới, bạn Phạm Tùng. Đó, thì mình đang họp ở trên đường Phạm Minh Hiển thì cung đường này khá là yên tĩnh. Đó, thì bên đây là trường Nguyễn Văn Linh nè. Đây, để mình chiếu cho mọi người coi ha. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh. Thì tí nữa mình sẽ view cho cái quán cho mọi người coi. Đây. Đây, qua quay clip stop lại cái nha để các bạn đây bạn Phạm Tùng cởi khẩu trang ra và trời hơi nắng nên sớm giờ bạn này tới sớm nhất nè thì rồi xong em tới đi mình. từ 1 giờ á mà nhà em ở đây mà em phải đi 1 giờ. Đây mình view cái quán cho mọi người ha. À quay quý quán không ha. Đây địa chỉ nè, địa chỉ đây nè. Nhưng mà địa chỉ đây khó tìm nha. Đường 3 đường 3158 Phạm Thế Hiển, phường 7 quận 8. Nhà số 3 đường. Nhà số 3 hả? Nhà số 3 hả? Nhà số 3 đường 3158 hả? Đường 3158 luôn hả? Đúng rồi. Phạm Thế Hiển, phường 7 quận 8. Đây. Trời nắng quá rồi mình đổi nói mọi người thông cảm nha. Mình có thấy nha. Đó, thì mình đang ở Trung Nguyên Elegant nè, đây nè, có cái bảng nè. Trung Nguyên Elegant. Ở đây thì được cái là thoải mái, nó không gian nó thoải mái lắm, làm cái clip đồ họp nhóm rồi nó ok hơn là ở những cái chỗ khác. Thì mình đã tới đây uống rồi nên mình thấy mọi người cũng gần gần ở đây nên mọi người mình họp lớp ở đây luôn. Đó, rồi bây giờ hãy cùng vào trong gọi món đi. Gọi món cho. Em có món chưa? À, em chưa. Bạch sản quá là gì em? Cà phê. Cà phê à? Cà phê cacao sữa nè. Đây địa chỉ khó tìm quá. Anh tới lần rồi mà nãy đi còn lạc á. Đạt không nhớ này luôn. À kiếm trường Nguyễn Linh rồi đúng không? Còn còn mấy bạn đang tới nữa mà chưa tới được. Khó tìm quá. Nhưng mà đây thì được cái yên tĩnh, tới đây anh thấy ok. Giá thì rất bình dân ha. Ừ, giá rất là bình dân luôn. Thôi hồi nữa xa mọi người xa quá thôi hồi nữa. Đặc biệt có em gái rất là xinh nha. À, cà phê năng lượng đi, năng lượng đi. Năng lượng sữa đi. Sữa đá đi. Cà phê năng lượng sữa đá đi. Anh uống Coca. Ủa, có Coca luôn hả? Có xịt tin đâu? Anh dạng khác quá nè. Có xịt tin luôn hả? Quá gì cũng có vậy. Có cơm luôn, thấy gì trứng kìa. Trứng à, em ăn mì gói, em đói quá. Đâu có bán kìa, có bán thì mì gói kìa. Mì gói cho kêu chưa? Em kêu rồi. Có mì gói nè. Này, sẵn quảng cáo cà phê Trung Nguyên luôn nè. Ừ. Quá ok mà, anh tới một lần là muốn trở lại là thấy có rồi. Anh cũng hợp ốp nhóm á, cũng 6-7 người vậy á. Thấy yên tĩnh, ok, qua đi uống. Ủa, đủ đồ nè, đi vô không đi. Thôi, cà phê đó, tại vì quán Trung Nguyên là đặc trưng cà phê mà. Có hộp cá nữa hả? Thấy không gian thoải mái không? Chắc trên lầu có máy lạnh đúng không? Có máy lạnh. Trên lầu có máy lạnh. Bởi vì trên lầu. Dưới đây thì có mấy chị ở đây. Đợi chị chị vô nữa rồi. Đây, chị vào đằng kia. Là. Anh mày mới gì vậy? Chân đi lên lầu luôn à. Làm clip YouTube á. Kênh Chí Xì Tin Dừa mọi người vô YouTube sạc là thấy.
Hả? Kênh của anh là Trí Xì Tin Dừa. Trí Trí Xì Tin Dừa, Trí TR á. Đúng rồi, anh thương Xì Tin, nãy bao nhiêu mình hỏi là có Xì Tin không á. Ở bên em biết Hương Dừa không? Em có coi hả? Sư phụ anh á. Anh Hương Dừa sư phụ á. Chào chị. Đây là lớp YouTube của thầy á, học xong rồi giờ mọi người thực hành quay clip á. Rồi ốp anh đại diện tổ chức ốp vậy, họp lớp vậy. Có, anh ở dưới Bình Chánh, khúc dưới đây nè. Bình Chánh ngay chỗ quốc lộ 50 á, đi qua đây cũng gần. Đi thì xa nhưng mà nó gần, tại vì nó không có kẹt xe, với thoải mái nữa. Rồi thôi mọi người cùng heo chân lên. Đây đâu hả? Hôm nay em mệt muốn uống trà sữa. Mà anh có được không? Ồ, nhiều câu hay đây, qua góc bên okay. Từ góc nào, góc góc riêng mình đi chứ góc này khó quay. Từ góc bên kia đi. Ủa, hay là anh này đi cho ta. Này có mấy cái này mới mới nè. Ủa, anh ngồi gần kia không ạ? À rồi rồi, để nhóm em gần đây cho nó đừng đỡ bị lỡ. Rồi cấp thuốc. Phòng này phòng lạnh không có thuốc nè. Cà phê nè. Thấy không gian được không? À, không, hồi nãy anh gửi cái định vị rồi, gửi định vị đi theo định vị được mà. Khúc sau á. Thử hất nước. Nè nhớ nhớ vô kênh anh ủng hộ nè. Để tranh thủ quảng cáo chứ. Hồi nãy biết biết thầy con dừa mà đúng không? Biết anh con dừa đúng không? Nè kênh nè. Vô YouTube nè, sạc Chí Xì Tin Dừa. Anh ngồi ở Bến Tre luôn. Hết uống Xì Tin, tên là Trí. Chí Xì Tin Dừa nè, đó. À, có hình ông thầy Khương Dừa nè. À. Chí Xì Tin Dừa. Rồi, cảm ơn em nha. Tình quá. Lên đăng ký coi video rồi chứ. Đói quá gì vậy? Hả? Đói quá. Đó đói quá mà đi từ 1 giờ mà đi cái này là chỗ á, trời em chạy xỉu luôn. Tại vì chỗ đói này quá. khó tìm, mà cái địa chỉ nó hơi bị lung tung, nãy nhân viên mà còn hướng dẫn là tìm trường Nguyễn Linh nữa Không mà. ăn gì luôn á, có được được ly mì nè, mà quý vị giả mà luôn mà luôn mà quý vị giả ăn mì nha. bạn Tùng này thì có thói quen là đội nón chứ không phải là gì nha mọi người, đừng có ném đá bạn. Ngoài là em thích Đúng nón. rồi, thì có một số người có thói quen vậy mà anh biết mà, nhưng mà mọi người đâu phải ai cũng nghĩ vậy, mình nói trước điểm công. Em thích nón với lại thích về thôi chứ em Ừ, thích gì. thì bữa thấy là biết rồi, vô lớp đội nón mà, đi đâu cũng đội nón chứ mà. Thì xin mời quý vị giải nha. Rồi. Mệt quá, thôi qua qua khúc này nha, đại chị tạo mọi người vô nữa nha, vào lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức cái ly đây, cà phê trong thời gian đợi chị men chị tới. Rồi, sao quậy lên nè. Bây giờ cũng hơi lâu nên hơi tan đá, nhưng mà mình uống cà phê yếu nên mình để tạt tan xíu cũng không sao. Cà phê nó cũng thơm á. Cái này là của bên Trung Nguyên luôn. Phân phối dạng như nói là phân phối á. Rồi tí nữa sẽ view cảnh cho mọi người coi ha. Sẽ top lên cái này.